Quý vị thân mến, chanh là một trong những loại trái cây thân thiện nhất với sức khỏe của chúng ta trên hành tinh này. Không chỉ giúp dung nạp những chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể, chanh còn có tác dụng hỗ trợ sức khỏe nói chung rất hữu hiệu. Tuy nhiên, dường như bạn chỉ mới nghe đến những lợi ích mà nước chanh mang lại, chứ chưa từng nghe đến những tác dụng của vỏ chanh đúng không nào? Nếu thế thì bạn đang bỏ lỡ đi một phương pháp chữa bệnh cực kỳ hiệu quả đấy nhé. Đặc biệt, vỏ chanh nếu được sử dụng theo cách sau đây, chúng còn giúp xóa tan những cơn đau nhức xương khớp hiệu quả, giúp bạn sống khỏe mạnh cả đời đấy. Vậy sử dụng vỏ chanh chữa đau nhức xương khớp như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Vỏ chanh điều trị đau nhức xương khớp như thế nào? Để hạn chế đau đớn ở khớp, bạn hãy chuẩn bị ngay một lọ vỏ chanh ngâm dầu ô liu, rồi xoa bóp các khớp xương mỗi khi cơn đau khớp hoành hành. Nguyên liệu này giúp giảm đau khớp mùa đông rất hiệu quả. Sở dĩ hỗn hợp này làm dịu cơn đau khớp vì khi ngâm với vỏ chanh, dầu ô liu sẽ hòa tan tinh dầu và vitamin trong vỏ chanh. Hỗn hợp dầu ô liu thấm đẫm tinh dầu vỏ chanh khi massage và đắp vào khớp sẽ làm dịu cơn đau. Đầu tiên, cách làm dầu ô liu ngâm vỏ chanh. Bạn cần chuẩn bị 3-4 quả chanh tươi, một chai dầu ô liu. Đầu tiên, bạn hãy rửa sạch chanh dưới vòi nước chảy. Tiếp đó, dùng dao khứa dọc vỏ chanh, bóc lấy lớp vỏ. Thái nhỏ vỏ chanh thành nhiều miếng chừng 2-3 cm, để khi ngâm, tinh dầu và vitamin dễ tiết ra hơn. Ngoài ra, bạn có thể bào lấy lớp vỏ chanh. Tuy nhiên, cách này thường làm tinh dầu vỏ chanh bị vỡ và bay ra ngoài không khí. Sau khi đã bóc và thái toàn bộ số vỏ chanh chuẩn bị trước, bạn cho chúng vào lọ thủy tinh rồi đổ dầu ô liu vào ngập qua lớp vỏ chanh là được. Cuối cùng, hãy đậy kín nắp lọ thật chặt, ngâm vỏ chanh trong dầu ô liu khoảng 2 tuần ở nhiệt độ phòng bình thường là có thể sử dụng được. Thứ hai, cách dùng hỗn hợp vỏ chanh dầu ô liu giảm đau khớp. Bạn hãy đổ một lượng hỗn hợp ra bát, lấy một miếng gạc y tế hoặc miếng bông tẩy trang ngâm vào dung dịch. Sau đó đặt miếng gạc lên chỗ bị đau và giữ nguyên trên khớp đau trong 4 tiếng đồng hồ. Ngay lần sử dụng hỗn hợp đầu tiên, cơn đau khớp sẽ nhanh chóng thuyên giảm. Sau đó bạn có thể thực hiện đều đặn tuần 2-3 lần để hạn chế sự quay lại của cơn đau khớp. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng cho các trường hợp bong gân, chấn thương do vận động quá mạnh. Cách 1. Lột vỏ 2 quả chanh, đặt vào lọ thủy tinh rồi đổ một ít dầu ô liu lên trên, đậy nắp lại và để đó trong vòng 2 tuần. Sau đó bạn có thể lấy loại dầu này ra sử dụng bằng cách nhúng một miếng gạc vào trong loại dầu này, sau đó đặt vào những vùng xương khớp đau nhức và cố định bằng một lớp băng bên ngoài. Nên thực hiện cách này vào ban đêm trước khi đi ngủ. Cách 2. Lấy phần vỏ chanh chín vàng, hâm nóng lên. Khi vỏ chanh còn nóng, áp chúng vào những khu vực đau nhức xương khớp. Sau đó cố định lại bằng băng gạc, để nguyên như vậy trong vài giờ, sau đó lại tiếp tục lặp lại. Không chỉ có tác dụng làm giảm đau hiệu quả, vỏ chanh còn rất nhiều lợi ích đặc biệt khác với sức khỏe của chúng ta. Điển hình như, tác dụng thứ nhất giúp phòng chống ung thư. Các thành phần ở trên trong vỏ chanh được coi như vũ khí lợi hại để chiến đấu lại với các tế bào ung thư. Ngoài ra, chất trong vỏ chanh còn làm hạn chế sự phân chia và phát triển nhanh chóng của các tế bào ung thư, nên đây được coi như một trong các giải pháp để ngăn ngừa các bệnh ung thư, bao gồm ung thư vú, ung thư da, ung thư ruột kết. Bạn có thể sử dụng trà pha kèm với vỏ chanh như một thức uống giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Tác dụng thứ hai, cải thiện sức khỏe tim mạch. Ăn vỏ chanh giúp làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể, giúp tăng cường sự phát triển của tim mạch. Kali trong vỏ chanh giúp duy trì huyết áp ổn định. Ngoài ra, trong vỏ chanh còn chứa chất giúp làm giảm cholesterol xấu trong cơ thể. Vitamin C và vitamin giúp cân bằng các mạch máu. Vì vậy, vỏ chanh giúp làm giảm thiểu các bệnh lý liên quan đến tim mạch, tiểu đường, huyết áp. Tác dụng thứ ba, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa. Để có một cơ thể khỏe mạnh, bạn phải có một hệ miễn dịch hoạt động tốt. Vỏ chanh sẽ giúp bạn chống lại một số bệnh như cảm cúm, ho, sốt, chống nhiễm trùng. Ngoài ra còn giúp cải thiện chức năng của đường ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa với hàm lượng chất xơ cao trong vỏ chanh. Tác dụng thứ tư, giúp tiêu độc cơ thể. Cơ thể chúng ta ngày càng chứa nhiều độc tố do vấn nạn ô nhiễm nguồn nước và thực phẩm bẩn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hãy tận dụng vỏ chanh bởi hàm lượng flavonoid sinh học cao có tác dụng loại bỏ hiệu quả những độc tố bên trong cơ thể. Tác dụng thứ năm, tăng cường trao đổi chất và giúp giảm cân. Vỏ chanh phơi khô có thể hãm dùng thay nước uống sẽ làm tăng quá trình trao đổi chất, giúp tiêu hóa bớt năng lượng dư thừa. Chất pectin trong vỏ chanh giúp làm giảm quá trình hấp thụ đường và chất béo, giúp bạn duy trì cân nặng như ý. Tuy nhiên, cần lưu ý trước khi sử dụng vỏ chanh, bạn cần rửa sạch để tránh hóa chất, thuốc sâu còn lưu lại trên vỏ chanh để tránh gây hại. Tác dụng thứ 6, tốt cho sức khỏe răng miệng và vệ sinh.
thiếu vitamin C dễ dẫn đến chảy máu chân răng, viêm lợi, viêm nướu, v.v. Vì vậy, cần phải cung cấp đầy đủ vitamin C cho cơ thể nếu không muốn mắc các bệnh về răng miệng. Vỏ chanh còn chứa axit citric giúp ngăn ngừa các bệnh về răng và nướu. Tác dụng thứ 7, giúp giảm căng thẳng. Trong vỏ chanh chứa một loại chất giúp loại bỏ căng thẳng, giảm stress và mệt mỏi. Chỉ cần một cốc trà nóng thêm vài lát vỏ chanh cho bạn nhâm nhi là sẽ đánh tan sự mệt mỏi và dần lấy lại sự cân bằng. Tác dụng thứ 8, cho làn da khỏe mạnh. Hầu hết chúng ta kiểu một độ tuổi nhất định nào đó đều mắc các bệnh liên quan đến da như mụn trứng cá, nám, nếp nhăn, v.v. Đây được coi là những dấu hiệu của việc da bị lão hóa. Vỏ chanh với nguồn vitamin C và axit citric dồi dào giúp làm sạch các mạch máu trong cơ thể và giúp loại bỏ tạp chất cặn bã trên da. Điều này giúp da thải được độc tố, đem lại một làn da khỏe mạnh. Thế nên, bạn không nên vứt vỏ chanh đi mà hãy tận dụng công dụng tuyệt vời của chúng nhé! Quý vị thân mến, vỏ chanh tưởng chừng là một thứ bỏ đi, không có giá trị sử dụng, song ẩn sâu trong nó lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, đặc biệt là với căn bệnh đau nhức xương khớp, đúng không nào? Vậy thì hãy tận dụng ngay bạn nhé! Thưa quý vị, xương khớp đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, vào ở độ tuổi trẻ và khỏe, ít ai lưu ý đến việc bảo dưỡng xương khớp bằng dinh dưỡng và chế độ tập luyện phù hợp để duy trì chức năng vận động về sau. Thậm chí, chúng ta còn mắc phải những thói quen không tốt trong sinh hoạt khiến tuổi thọ của xương khớp bị suy giảm nghiêm trọng. Vậy bạn có biết những thói quen nào của mình hàng ngày vô tình phá hủy hệ thống xương khớp hay không? Hãy cùng tiếp tục theo dõi video để biết và thay đổi ngay nhé! Theo các chuyên gia sức khỏe, một trong những nguyên nhân phổ biến của các bệnh về xương khớp là xuất phát từ những thói quen hàng ngày của chúng ta. Có những thói quen xấu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến xương khớp, nhưng vẫn được chúng ta lặp đi lặp lại. Cụ thể đó là thói quen thứ nhất, bẻ khớp tay thường xuyên. Rất nhiều người thường có thói quen bẻ khớp các ngón tay, ngón chân hay vặn lưng, vặn cổ mỗi khi cảm thấy nhức mỏi. Tuy nhiên, đây lại là một thói quen hoàn toàn sai lầm và có thể làm tăng cao nguy cơ mắc bệnh về khớp. Do khi bạn bẻ khớp ngón tay hay vặn lưng, vặn cổ thì các khớp sẽ phải hoạt động nhanh đột ngột. Việc vận động quá sức sẽ dễ làm tổn thương và phá hủy cấu trúc sụn khớp hoặc cấu trúc dây chằng xung quanh khớp, từ đó gây hại không nhỏ cho xương khớp. Đặc biệt, tình trạng này nếu kéo dài quá lâu còn làm khớp của bạn nhanh chóng bị thoái hóa, biến dạng khớp, to khớp ở các vùng ngón tay hoặc có nguy cơ thoát vị đĩa đệm, cột sống cổ, cột sống thắt lưng. Thói quen thứ hai, đi giày cao gót. Khi mang giày cao gót, các cơ của cột sống thắt lưng và bắp chân cũng như gân gót chân sẽ bị căng, giãn quá mức, gây đau và nhức mỏi. Khi các nhóm cơ làm việc quá tải sẽ bị yếu đi, không giữ vững được các cấu trúc của cột sống, khớp gối, cổ chân, dễ gây chấn thương do té ngã và tổn hại đến hệ khớp. Theo một số nghiên cứu cho thấy, độ cao của đế giày cứ tăng mỗi 2,5cm thì áp lực lên bàn chân trước tăng 22-25%. Do đó, mang giày cao 7cm, áp lực xương bàn phải chịu là 175% mức bình thường. Do đó, việc mang giày cao gót thường xuyên là thói quen không tốt, rất dễ gây thoái hóa khớp bàn ngón, nhất là ngón cái chân. Do đó, bạn nên hạn chế đi giày cao gót khi không cần thiết. Thói quen thứ 3, ngồi lâu tại một vị trí. Ngồi làm việc hay đứng quá lâu tại một vị trí khiến tuần hoàn ở máu chân sẽ giảm, cơ mông, hông ngày càng trở nên kém linh hoạt, xương dần mỏng đi, giòn và dễ gãy hơn. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người thường xuyên ngồi làm việc lâu dưới máy vi tính sẽ có nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới cột sống nhiều hơn so với những người thường xuyên vận động. Để phòng ngừa các bệnh xương khớp, bạn hãy từ bỏ thói quen ngồi làm việc quá lâu tại một vị trí mà hãy tranh thủ một vài phút giải lao đi lại, vận động nhẹ nhàng vừa giúp tinh thần thoải mái, vừa ngăn ngừa bệnh thoái hóa khớp cổ, vai, cột sống. Thói quen thứ tư, tập luyện quá sức. Khi các nhóm cơ của bạn phải làm việc quá tải thì nó sẽ dần suy yếu và không thể giữ vững được các cấu trúc như cột sống, khớp gối, cổ chân, v.v. Do đó bạn nên tránh việc tập luyện quá sức mà chỉ tập vừa phải để phù hợp với thể lực của cơ thể. Ngoài ra bạn cũng nên chủ động đi khám sức khỏe định kỳ để biết rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình nếu thấy có triệu chứng đau khớp thường xuyên. Thói quen thứ 5, giảm béo đột ngột. Tác dụng phụ của việc giảm béo đột ngột kém an toàn chính là hạn chế quá trình hấp thụ canxi ở xương và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Vì khi giảm cân quá nhanh khiến sự liên kết của lớp mỡ và bắp thịt trở nên lỏng lẻo. Đó là lý do vì sao mà trong một số trường hợp xảy ra sự cố như ngã, trượt chân, thậm chí là gãy xương. Điều này cũng lý giải vì sao những người sau khi giảm cân lại yếu và dễ mắc bệnh loãng xương. Thói quen thứ 6, chế độ ăn uống sinh hoạt không lành mạnh. Một số người thường lầm tưởng rằng chế độ ăn uống không làm ảnh hưởng gì đến hệ xương khớp, nhưng trên thực tế thì đây lại là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp. Bên cạnh đó, việc thu nạp quá nhiều các loại thực phẩm giàu đạm như thịt,
muối, đường, nước uống có ga, v.v. cũng có thể làm ảnh hưởng một phần tới các khớp của bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá, v.v. vì nhiều nghiên cứu cho thấy chất nicotine có trong thuốc lá có thể làm hạn chế khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của đĩa đệm, từ đó làm cản trở chất dinh dưỡng đến các khớp và các cơ. Đồng thời điều này còn làm thúc đẩy nhanh quá trình thoái hóa đĩa đệm và làm ảnh hưởng xấu tới cuộc sống, gây đau nhức lưng thường xuyên. Thói quen thứ 7, lạm dụng thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau chỉ đánh lừa cảm giác tức thời, chứ không thể chữa dứt bệnh. Một số thuốc nếu lạm dụng sẽ gây nhiều tác dụng phụ như chảy máu dạ dày, ảnh hưởng đến gan, làm suy thận, ảnh hưởng tới chức năng ở sụn khớp, gây tổn thương xương khớp sau này. Vì vậy, thay vì dùng thuốc giảm đau, nên hồi phục sức khỏe khớp bằng cách thức an toàn hơn, đó là bổ sung những dưỡng chất cần thiết theo khuyến cáo của chuyên gia. Ngoài ra còn nhiều thói quen xấu gây hại cho xương khớp như đi giày cao gót thường xuyên, đeo túi lệch một bên mà bạn cần thay đổi ngay nếu không muốn đẩy nhanh quá trình lão hóa xương bạn nhé. Quý vị thân mến, như vậy là qua chương trình ngày hôm nay, bạn đã biết cách chữa đau nhức xương khớp từ vỏ chanh rồi đúng không nào? Hãy cùng nhắc lại công thức này nhé. Vỏ chanh chữa đau nhức xương khớp. Để chữa đau nhức xương khớp theo cách này, bạn cần chuẩn bị từ 3 đến 4 vỏ quả chanh tươi và một chai dầu ô liu. Đầu tiên, thái nhỏ vỏ chanh thành nhiều miếng, chừng 2 đến 3 cm, sau đó cho chúng vào lọ thủy tinh, rồi đổ dầu ô liu, ngập qua lớp vỏ chanh là được. Cuối cùng, hãy đậy nắp lọ thật chặt, ngâm vỏ chanh trong dầu ô liu khoảng 2 tuần ở nhiệt độ phòng bình thường là có thể sử dụng được. Dùng hỗn hợp này đắp lên vùng xương khớp bị đau sẽ thấy hiệu quả ngay từ những lần sử dụng đầu tiên. Chúc các bạn thành công, sống an lạc, sống khỏe, sống thọ.